Facebook bé mập lai tên thật là Bùi Thị Nhung. Tham gia vào giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam từ những năm 2011, Nhung đã lê la khắp các cuộc biểu tình lớn nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 2014, khi tham gia biểu tình nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập, thực chất là các tổ chức phản động trong nước, thì Nhung đã ngang nhiên giật, ném rồi dẫm đạp lên cờ tổ quốc của người đi bên cạnh cô ta. Sau đó, Nhung cùng đồng bọn trong những chiếc áo low you đã nhảy múa tưng bừng như để ăn mừng cho việc dẫm đạp lên cờ tổ quốc. Khi đoạn clip ghi lại toàn bộ hành động xúc phạm quốc kỳ của Nhung bị phát tán trên Internet đã khiến cho cộng đồng mạng sôi sục. Một số người đòi truy lùng để xử lý cô gái này khiến Nhung phải đóng cửa Facebook, chạy trốn khỏi thành phố Hồ Chí Minh, trốn tránh nơi công cộng trong suốt một thời gian dài sau đó. Cộng đồng mạng thì truy lùng, đồng bọn thì bỏ rơi, Nhung lang thang sống vất vưởng dựa vào những cuộc biểu tình. Nhưng rồi biểu tình cũng thưa dần kể từ năm 2014, ngày càng ít có sự kiện để cô gái này đóng góp cho phong trào dân chủ, đồng nghĩa với việc thu nhập ngày càng eo hẹp. Mạng lưới blogger Việt Nam là điểm cuối cùng để Nhung bấu víu cũng bị giải tán ngay sau đó do những lùm xùm về tài chính, chi tiêu. Thời gian tham gia cùng với giới đấu tranh dân chủ, Nhung đã quen với cuộc sống nhàn hạ, làm ít chơi nhiều, ăn ngon, mặc đẹp. Vậy nên, thật khó khăn khi phải trở về với công việc tay chân trước kia. Lang thang từ thiện, buôn bán lặt vặt cũng ngày càng chật vật hơn vì cô không phải là ngôi sao sáng giá trong giới dân chủ, cũng chẳng có tài năng gì nổi bật hơn người. Và rồi cũng như kết cục của vô khối nhà đấu tranh dân chủ khác, người ta thấy anh thư dân chủ một thời đã phải về quê cùng với lời van xin cộng đồng mạng làm từ thiện cho chính mình. Cô cũng bắt đầu theo một tuýp xin tiền kinh điển của giới đấu tranh. Đầu tiên là than thở về những đóng góp với phong trào dân chủ. Sau đó là việc bị dọa giết sau khi ném, dẫm lên cờ tổ quốc. Việc bị o ép lấy ở, kiếm việc làm với rất rất nhiều gian truân, rất đáng để cộng đồng cưu mang cô ấy. Cho dù cô còn đang rất trẻ, rất sung sức, tay chân đều lành lặn, không sứt mẻ. Biết theo thùa tức là có khả năng kiếm tiền, thậm chí được đồng bọn giới thiệu cho nhiều việc làm tay chân ở thành phố Hồ Chí Minh để duy trì đấu tranh dân chủ. Nhưng có vẻ như việc quay lại với lao động chân tay là điều không thể với cô gái này. Hành động xin tiền của bé mập lai đã khiến cho một số người lên án cô gay gắt, cho rằng việc một người nhân danh kể công đấu tranh dân chủ, thừa khả năng lao động mà lại đi xin tiền là dễ gây hiểu lầm. Một số khác lên án Nhung không bằng những người tật nguyền nhưng vẫn đầy lòng tự trọng, đã vượt qua khó khăn, kiếm sống, không ký sinh vào xã hội. Đồng thời khuyên cô đừng lấy việc từng đi làm từ thiện để làm cái cớ bao biện cho hành động thấp hèn của bản thân. Đó phải chăng là kết cục của cô gái thôn quê, ít chữ nghĩa, chỉ biết lao động chân tay nhưng bị thế giới mạng thổi phồng về sứ mệnh đấu tranh dân chủ và ảo tưởng về bản thân. Từ khi bị đám bạn bè bất lương lợi dụng cô cho các dự án đấu tranh dân chủ, nhân quyền mà chúng thâu được, khiến cho cô chỉ còn kỹ năng ký sinh vào nó để tồn tại, mà quên mất khả năng lao động chân chính và lòng tự trọng của bản thân. Chính điều này góp phần làm cho cái gọi là phong trào đấu tranh dân chủ ngày càng bị tha hóa, khi nó biến những con người trẻ trung, giàu sức lao động, sản xuất trở thành tật nguyền vô dụng đối với xã hội, đánh mất chính bản thân mình và trượt dốc trong cuộc đời.